lớp học này, lớp học free này, bản thân mình đã tự đứng ra tổ chức đến năm là năm thứ ba rồi, gần sang năm thứ tư rồi, từ 2021 đến nay. Đó. Không quan trọng là cái việc là chúng ta làm việc, học tập như thế nào, mà cái điều quan trọng hơn cả đó là chúng ta duy trì cái công việc đó, duy trì cái sự học tập đó được bao nhiêu lâu. Đó. Nó mỗi ngày thì chúng ta sẽ bồi đắp lên kiến thức bất kể cái ngày hay một công việc nào cũng vậy, đúng không ạ? Đó. Và xin nhấn mạnh lại với cả nhà, lớp học này hoàn toàn free. Quy định duy nhất của lớp học này đó là tất cả chúng ta phải mở cam trong suốt buổi học, chúng ta phải nhìn thấy nhau trong suốt buổi học. Vì vậy bạn nào không mở cam ấy thì một lát nữa mình sẽ check lại lần nữa và sau đó mình sẽ kích ra ngoài. Lớp học này các anh chị đã học với Tùng rất rất nhiều lần rồi. Cho dù là chỉ còn một vài bạn thôi nhưng học nghiêm túc, mở cam tương tác thì Tùng vẫn chia sẻ cái thứ với các bạn. Vì vậy trong ít phút nữa thôi các bạn hãy mở cam đi nhá. Nếu không mở cam mình sẽ mời các bạn ra ngoài. Đây là quy định duy nhất thôi ạ. Đó. Và một số anh chị chúng ta hãy chủ động đổi tên đi ạ. Tùng cho các chị cái quyền có thể tự đổi tên để các chị có thể tự đổi tên được nhé. Và cái việc mở mic thì Tùng sẽ tạm thời tắt quyền có thể tự mở mic của cả nhà lên, bởi vì là biết đâu đó, bởi vì cả nhà có nhớ không, những ngày đầu từ năm 2021 Tùng bắt đầu dạy và thi thoảng vẫn có là có một vài bạn vào đây không phải để học tập, vào đây chỉ để phá game thôi, chỉ để là nghịch này, share những hình ảnh bạo lực rồi là khiêu dâm rồi là những hình ảnh nó không đẹp, đó, ngôn từ nó không chuẩn mực. Vì vậy Tùng sẽ hạn chế cái quyền này, đó, quyền mở mic của các bạn và quyền share màn hình nha. Đó. Buổi trước chúng ta đã học về chủ đề đó là planning a trip, chuẩn bị một cái chuyến đi chơi ấy. Đó. Bây giờ sẽ là một vài phút để mình mời cả nhà cùng nghe, cùng xem, cùng shadow lại cái đoạn hội thoại vừa rồi nha. Đầu tạo buổi trước chúng ta học nha, để cho chúng ta ghi nhớ nha. Và sau cái hội thoại này thì mình sẽ có một vài điều tâm sự chia sẻ với các anh chị để mục tiêu là gì, giúp chúng ta học tiếng Anh một cách hiệu quả hơn. Phải để lưu như vậy nhá, đó, lưu cho mình như vậy. Đó, bây giờ mình sẽ share cái màn hình nhá. À, cho mình hỏi này, nãy giờ khi mà mình nói thì cả nhà có nghe rõ không, để mình có share màn hình, nếu nghe rõ thì giơ cái biểu tượng ngón tay lên cho mình, cái thumbs up lên cho mình biết để mình nghe rõ. Ok, nghe rõ được. Đó, để mình còn tiếp tục mình share cái màn hình và share cái âm thanh ấy để cả nhà cùng nghe và cùng xem màn hình nhé. Rồi, chờ mình một chút. Ok, để mình share màn hình. Đây, hội thoại của chúng ta đây. Tôi sẽ cho cả nhà cùng nghe cùng xem lại nhé. Nó đoạn nào nhỉ? Chỗ nào? Đây, lấy một cái file này đi. Để mình tìm lại cái file gốc này đã. Đó, cái bài nào không nhỉ? Ngày 5 bài. Unit. À, đây. Đây, nó đây. Rồi, mình share lại màn hình nha. Cả nhà cùng nghe, cùng xem. Và nhớ này, đừng có chỉ có nghe không và xem không nhé. Mà cái miệng của các cô chú anh chị ấy, nói theo cho mình nhé. Nói thật to và nói càng nhanh, càng mạnh, càng khỏe, càng tốt nhé. Đó, lưu ý như vậy. Rồi, bây giờ cả nhà đã thấy cái màn hình mà mình đang share chưa? Đã thấy cái màn hình này chưa? Nếu mà thấy dư ngón tay cái cho mình biết, được thấy không? Ok, thấy đúng không? Rồi, chúng ta sẽ cùng nghe cùng xem nha. Bắt đầu sau cái lượt nghe này tôi đã dành ít phút để chúng chia sẻ cho cả nhà cái cách làm sao để chúng ta học tiếng Anh cho nó hiệu quả nha. Nào, bắt đầu nhớ này, tai nghe, mắt có thể nhìn text và miệng nói nha, quan trọng nhất là miệng nói, nhớ chưa? Nào, start. Unit 10, planning a trip. Let's get out of the city this weekend. That's a good idea.
I'm getting sick of being here. You want to go to the beach? We always go to the beach. Let's do something different. How about camping? Camping. That sounds terrific. All my ideas are terrific. Do you have a tent? No, do you? No, but I can borrow a large one from my friend. How about a sleeping bag? Yes, I have a sleeping bag. Do you have one? No, I don't. Do you want to share one with me? No, thanks. I'll buy a new sleeping bag. Do you think we should go far, far away? How much time do you have? I can leave Friday after work. I can leave Friday too. When do you have to be back? Well, I have to be back by Sunday. Okay, we'll be back by Sunday. What should we do while we're there? Do you want to go hiking? Hiking, okay, but we shouldn't go far from the campground. If we stay around the campground, will you bring the barbecue? Of course. What is camping without a barbecue? Will you make your famous hamburgers? Sure thing. I'll make hamburgers. Should we invite some friends? Great idea. Let's invite all of our friends. This is going to be fun. I can't wait. Rồi, đó là hội thoại mà chúng ta đã học buổi trước, cả nhà lưu ý nhé. Những ít tài liệu vừa rồi ấy, video vừa rồi, kể cả là cái audio hay là text nữa, Tùng đã gửi cho rất rất nhiều bạn rồi. Nếu như những bạn nào ấy mà đã được nhận tài liệu rồi, đưa tay để viết nhé. Đó, để chứng tỏ mọi người thấy một điều gì là lớp tiếng Anh miễn phí này hoàn toàn là có thật, và mình còn tặng cho các bạn cả tài liệu nữa cơ. Đó, tặng cho các bạn cả tài liệu nữa. Đó, vì vậy chỉ cần các bạn nhắn tin cho mình thôi, mình tặng các bạn hoàn toàn nhé. Chia sẻ những cái điều mình đã học được, bởi vì chính bản thân mình đi lên từ một người mất gốc tiếng Anh giao tiếp vậy ạ. Cách đây gần 4 năm trước, thời điểm đó khi con trai của mình được 2 tuổi, lúc đó có một cái động lực ban đầu là mình muốn học để mình dạy con, mình muốn học để đồng hành với con của mình. Và mình đã duy trì quá trình học tập đó liên tục trong gần 4 năm rồi. Là một cả một quá trình kiên trì bền bỉ đi từ mất gốc lên. Đây là một hành trình rất là dài. Và trong du hôm nay thì Tùng cũng gặp một vài anh chị là gì đã học với mình từ rất lâu rồi. Đó. Có một số anh chị gặp mình từ lớp free, sau đó đăng ký thêm những lớp giao tiếp chuyên sâu nữa, và những lớp giao tiếp chuyên sâu nhất của mình nữa. Đó. Nhưng mà đó là cả một quá trình chúng ta cũng biết nhau đấy. Từ khi mà mới gặp nhau, cảm nhận cái sự nhiệt tình của nhau, cảm nhận cái sự chân thành của nhau, cảm nhận cái sự thật thà của nhau về việc học tiếng Anh nha. Và mình trước khi bắt đầu ấy, buổi học tiếp ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ các bạn một điểm này. Đó là các bạn đừng giống Tùng ngày xưa, là đừng có lang thang đi tìm tất cả những phương pháp học tiếng Anh nào mà nghĩ là nó thần kỳ ấy, nghĩ là có thể là học tiếng Anh giao tiếp chỉ trong, có thể giao tiếp tự tin hay giao tiếp cơ bản được trong độ vài tháng hay trao độ một khóa học. Ngày xưa chính mình cũng là người như vậy. Bây giờ nghĩ lại thì mình chỉ để tốn thời gian công sức thôi, không có cách nào thần kỳ đâu cả nhà. Tất cả dưới sự cố gắng nỗ lực của mình hết cả nhà nhé. Tiếng Anh nói riêng hay bất kể một kỹ năng nào, bây giờ một trong chúng ta bây giờ đến mỗi người có rất nhiều ngành nghề đúng không? Như bản thân mình là cũng là kỹ sư xây dựng, và mình làm công chức nhà nước, nhưng có một số cô chú anh chị là bác sĩ, kế toán, một số các anh chị làm nghề khác. Nhưng mà xin hỏi các anh chị là các anh chị chúng ta đã mất bao nhiêu thời gian công sức, mất bao nhiêu tiền bạc để có được một cái nghề đó, một kỹ năng đó đúng không? Tiếng Anh cũng vậy, tiếng Anh nó cũng là một kỹ năng và tiếng Anh nó là một cái công cụ. Nhưng công cụ này với những người còn đi làm, còn trẻ như mình, xin phép các cô chú anh chị, một số cô chú lớn tuổi thì mặc dù các cô chú vẫn lao động và đóng góp cho xã hội, nhưng mà với anh em chúng cháu trẻ hơn ấy, thì với chúng cháu thực sự nó còn là một cái công cụ để là thay đổi cuộc đời nhỉ? Cơ hội công việc tốt hơn, lương cao hơn, vị trí cao hơn, đúng không? Đấy, chúng ta đã mất bao nhiêu năm rồi để chúng ta có được một kỹ năng nghề nghiệp mới. Tiếng Anh cũng vậy, hãy kiên trì bền bỉ cả nhà nhé, để chúng ta bắt đầu học tập. Chia sẻ như vậy cả nhà nhé. Và mình vẫn xin nhắc lại một lần nữa và một lần cuối, quy định duy nhất là mở cam ở lớp học free này.
Tất cả các bạn Phương Anh, Cao Duy Khánh, Huệ Phan, Mây, Hoàng Thị Thu Hà, Loan Thanh. Trong 2 phút nữa mình sẽ kích tất cả các bạn ra ngoài. Mình không mời các bạn vào đây chỉ để dỡ thính. Mà học với mình là phải tham gia. Giao tiếp, tương tác, có nghe, có nói. Ok. Đó. Vì vậy, các bạn hãy ra ngoài nhé. Đó. Trước mắt đầu tiên, mình sẽ kích tạm thời bạn. Một vài bạn ví dụ như là Cao, Lê Cao, Duy Khánh này. Mời bạn ra ngoài để chúng để tụng bắt đầu buổi học nha. Mời bạn ra ngoài. Cao Duy Khánh này. Kim Kha này, KA này, mời bạn ra ngoài. Mình không mời các bạn vào đây để mà. Mời bạn ra ngoài. Rồi, Kim Kha nữa. Rồi, các bạn. Còn ai chưa mở cam thì mở cam lên luôn nha. Để mình sẽ bắt đầu vào học ngay bây giờ. Và có một điều thực sự thế này này. Càng ngày thì mình càng định hình cho mình là một người chia sẻ và truyền cảm hứng về vào tiếng Anh rồi. Nhưng mình cũng không thể gọi là nói sai sự thật được. Và phải chia sẻ với tính chất là gì? Chân thành, thẳng thắn, chính trực. Đó. Nếu như mình bảo các bạn là các bạn học tiếng Anh đi, nó dễ lắm. Các bạn chỉ cần học một tuần 2 buổi rồi là học vài tháng thôi là có thể nói được. Hoặc là học 1 năm thôi mà nói được. 1 năm, 1 tuần, 2 buổi, 1 năm là các bạn có nói được. 1 năm sau, các bạn nhận ra là mình vẫn chưa giao tiếp được. Như vậy là bạn Tùng này bạn nói không đúng sự thật, đúng không? Như vậy, mọi cái điều mà Tùng chia sẻ các bạn sẽ sửa lại qua thời gian đấy. Cái sự trả lời của thời gian nó làm cho chúng ta có một cái ác cảm, đúng không? Vì vậy, mặc dù mình rất muốn mọi người kiên trì về tiếng Anh, nhưng cũng phải nói một cách chân thành, thẳng thắn là như vậy. Phải kiên trì cả nhà nhé. Đừng mong có phương pháp nào thần kỳ cả. Đấy. Mặc dù là có một số sự thật mà nó gọi là hơi hơi tạm gọi là hơi phũ phàng một chút, nhưng mà đó là cuộc sống của nhà nha. Mình có thể kể chia sẻ cả nhà thẳng thắn thật thà này, với bản thân mình cũng vậy thôi. Đấy. Mình cũng muốn là có một cuộc sống nó nhàn hạ một chút, Tùng cũng muốn có một cuộc sống nó dư dả một chút, nhiều tiền một chút, mình cũng muốn gặp may mắn, mình cũng muốn có sự giàu sang, muốn có sự hạnh phúc. Nhưng mà thật sự cả nhà tiếng Anh cũng vậy thôi, tất cả mọi thứ đến với mình đều phải có một cái nó gọi là sự trả giá cho nó cả nhà. Trả giá 3 thứ. Trả giá bằng thời gian của mình, công sức của mình, đúng không các anh chị? Và sau đó trả giá bằng cả thậm chí cả bằng học phí nữa, tiền bạc nữa. Đó. Chứ không thể nó tự đến được. Đó. Nó không thể tự đến được. Đó. Cái giá của sự nhàn hạ là chúng ta cũng phải lao động nhiều năm thanh xuân của chúng ta. Thì các cô đến tuổi nghỉ hưu các cô mới có thể là sống gọi là nó vất đỡ vất vả hơn được. Đó. Cái giá của sự là giàu có là gì? Là sự làm việc bền bỉ quên ngày quên tháng đi, chứ chả có cái nào đến dễ dàng cả, đến dễ nó sẽ dễ đi thôi, lưu ý như vậy cho bạn nhé. Và nói thật với các bạn là gì, có một sự thật đó là ai cũng muốn giàu sang hạnh phúc, ai cũng muốn có tiếng Anh như vậy, nhưng mà đến khi bảo là chúng ta phải trả giá cho nó, trả giá về thời gian, về công sức, về học phí cho nó, thì thực sự là gì, sẽ có nhiều người, nó có cả bản thân Tùng ngày xưa đó, là không sẵn sàng trả giá hoặc không muốn trả giá, chỉ muốn nó nhanh nó dễ thôi. Nên là một thời gian sau nhìn lại mình vẫn là bản thân mình ngày của ngày xưa, chỉ thêm tuổi thôi, chẳng thêm gì cả, thêm tuổi và tự nhiên thêm một số nếp nhăn, nhưng mà chưa chưa có thực thêm một cái thành công nào cả. Vì vậy các anh chị hãy suy nghĩ kỹ về cái đó nhé. Hãy nhớ cho mình một điểm, mọi thứ trên đời này nó đều có cái giá của nó, cái thời gian của chúng ta chính là cái giá phải trả đắt nhất, đúng không? Và mục tiêu của chúng ta càng lớn đấy thì cái giá chúng ta phải trả nó càng xứng tầm, phải càng xứng tầm. Đó. Vì vậy, cái sự kỷ luật trong học tập là rất quan trọng, sự kiên trì là yếu tố rất cực kỳ quan trọng để các bạn chinh phục được tiếng Anh. Bạn lưu ý như vậy nhé. Hãy sẵn sàng trả giá bằng thời gian, bằng công sức và sự kiên trì của anh chị đào tiếng Anh nhé. Đó. Chứ còn nói thật một cách thực tế hơn nữa là gì? Là bản thân Tùng ngày xưa cũng vậy, nhiều khi rất là băn khoăn, phân vân, vì học là không sẵn sàng là kiên trì và cũng ngại về vấn đề là học phí nữa. Thực sự mình đã từng như vậy. Nhưng mà nói thật là thế này, tiền nghĩ đi nghĩ lại một thời gian sau tiêu nó vẫn hết. Nhưng nếu như chúng ta chịu đầu tư bản thân mình ấy, cho mình thêm một kỹ năng nào đó, thì khi đó chúng ta sẽ có một cái được mối lợi thế, đó là gì, là chúng ta sẽ có khả năng là gì? Tồn tại, khả năng kiếm sống, khả năng sinh sống, khả năng thích nghi với mọi môi trường, mọi điều kiện hoàn cảnh mới. Và như khi đầu tư cho giáo dục, kiến thức chúng ta có, kỹ năng chúng ta có, chắc chắn các anh chị rất thành công. À, vì vậy hãy lưu ý điều đó cho mình nhé. Hãy lưu ý những điểm mà mình chia sẻ vừa rồi, nó là những thực tế cuộc sống từ chính trải nghiệm của mình thôi. Đó.
Sau này các anh chị cho dù học ở đâu hay làm gì nữa, hãy nhớ ngày hôm nay 27 tháng 8 năm 2023 có một bạn tên là bạn Tùng, bạn ở Thái Nguyên, bạn làm công chức nhà nước, bạn đã kiên trì được 4 năm học tiếng Anh rồi, bạn đã có một cái công việc mới, một cái công cụ mới để bạn có thể là gì khiến cho cuộc sống của bạn ấy nó dễ dàng hơn, dễ dàng hơn. Và các anh chị hoàn toàn có thể làm được điều đó nhé, hoàn toàn làm được, thậm chí còn làm tốt hơn Tùng rất là nhiều nữa cơ, miễn là chúng ta có được hai chữ kiên trì đó, lưu như vậy đó. Đó là một vài điều chia sẻ với các anh chị. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha. Và để bắt đầu ấy là bạn Tuyển này, bạn Loan này, bạn Mây mở cam lên nha, bắt đầu nha. Đó. À, chụp ảnh à, ok, mình sẽ chụp một bức ảnh để lưu lại để buổi học này, để chúng ta có thể xem lại nhé. À, bởi vì hôm nay tôi sẽ gửi lại video cho các bạn để các anh chị xem lại được. Các anh chị hãy giúp mình đi làm một cái reaction viễn thả tim hay là một cái gì đó ở trên Zoom này, mình sẽ chụp một bức duy nhất thôi và sau đó chúng ta sẽ học nha. Nào, ok, one, nó nói từ suy tiếng Anh là từ suy, từ suy từ từ miệng cười từ rất là tươi nhỉ. Nào, one, two, and three. Thank you so much. Rồi, cảm ơn cả nhà. Rồi, mình đã lưu cái bức ảnh này lại rồi. À, bây giờ bắt đầu cả nhà nhé. Mình sẽ làm một việc như sau. Ngay bây giờ mình sẽ gửi vào trong khung chat của Zoom cái hội thoại mà các anh chị chúng ta đã sẽ học trong ngày hôm nay. Đó, sẽ học trong ngày hôm nay. Tức là mình đã nhắn đến khá là nhiều nhóm về việc lớp học free này rồi, nó có thật mà. Chị biết không? Có một điều thế này. Các anh chị vào đã vào được lớp học này. Các anh chị ở trong rất nhiều nhóm đúng không? Nhóm Facebook này, nhóm Zalo vân vân. Các chị thấy số lượng thành viên cho nó nhiều không? Rất nhiều đúng không? Có thể là vài vài nghìn. Số lượng nhóm Facebook thì hơn 12.000 thành viên. Số lượng nhóm Zalo thì mình có 6 nhóm, tổng số lượng thành viên nó cũng rơi vào độ 5.000 người. Nhưng mà cả nhà thấy không? Có một sự thật đó này. Bởi vì chúng ta chưa trả giá cho việc học tiếng Anh này. Nên là kể cả lớp free này này, tâm lý học tập này này, học được thì tốt. Mà không học được, mình cũng chả mất cái gì ấy, đúng không? Nên là không phải ai cũng kiên trì được với lớp học này. Mặc dù có những anh chị rất kiên trì học với Tùng 3 năm rồi, Tùng đã nhận ra những anh chị đó từ rất lâu rồi. Đó. Nhưng không phải rất rất ít người. Các anh chị là có thể là trong là những phần trăm rất nhỏ, một vài phần nghìn thôi, không phải một vài phần trăm đó, như vậy. Đấy, rất là khâm phục các anh chị, các anh chị cứ kiên trì nhé và Tùng sẽ đồng hành nhé. Đấy. Một lời khuyên nữa là gì, là chúng ta cần thêm nhiều môi trường giao tiếp tiếng Anh hơn nữa, vì vậy học ở những môi trường xung quanh các anh chị này, những lớp giao tiếp ở gần chỗ các anh chị này, hoặc kể cả đăng ký giao tiếp với Tùng ở lớp chuyên sâu hoặc lớp phát âm nữa nha. Những cái đó là những cái điều Tùng chia sẻ, mọi người rất thẳng thắn. Còn học ở đâu là quyền của các anh chị, chứ mình sẽ không bao giờ mình quảng cáo hay tiếp thị hay là mình gọi là chào mời các anh chị đâu. Mình dạy cho các anh chị bằng sự nhiệt thành của mình, và mình tin chắc là gì, sự chân thành chân tình ấy sẽ trào đến trái tim. Vì vậy Tùng đã có những học viên rất là trung thành với mình rồi và chia sẻ những thẳng thắn. Chỉ cần hai điều mình đồng hành các anh chị, các chị kiên trì chắc chắn sẽ chinh phục tiếng Anh. Ok, vừa rồi mình gửi vừa gửi vào hồ vào trong khung chat của Zoom cho cả nhà rồi đấy. Cả nhà hãy tìm mọi cách để lưu cái hội thoại lại, này lại đi nhé. Tìm mọi cách. Đó. Dùng một cái điện thoại này, chụp ảnh màn hình lại này. Hoặc là cho con sửa màn hình điện thoại của các anh chị. Hoặc dùng một ứng dụng thứ ba, copy và paste nó sang để lưu hội thoại. Bởi vì chút nữa thôi, chúng ta sẽ không còn thấy nhau để mà luyện tập nữa. Mà tôi sẽ chia cho các anh chị vào những break nhỏ để chúng ta luyện tập với nhau. Ok. Đó. Và một số các anh chị, chúng ta lại tắt cam. Tùng vẫn xin nhấn mạnh lại nhé. Trong quá trình mà khi Tùng dạy, tôi sẽ không nhắc việc mở, việc check cam nữa. Mà Tùng có thấy ai tắt cam là Tùng sẽ kích, vì vậy các anh chị thông cảm nhé, luôn sẽ hiểu là gì mình đã bị kích ra vì mình không mở cam như ý nhá. Nào, bây giờ Tùng đã share được cả nhà, Tùng sẽ mở hoàn toàn cho cả nhà nghe. Lượt đầu tiên này, à hôm nay chủ đề này chúng ta học về hobbies, sở thích. Lượt đầu tiên này mình chưa chưa share vào cái màn hình tí nào cả, mình chỉ cho các bạn nghe audio thôi đó, nghe audio thôi. Các anh chị thử nhắm mắt à, thử nghe xem liệu với cái trình độ khả năng hiện tại của mình chúng ta hiểu thoại được nhiều không nhé. Có thể là vừa nghe vừa nói theo và nhắm mắt lại để xem là chúng ta nói nghe có tốt không nhé. Rồi mời cả nhà cùng nghe bắt đầu. Unit 11, hobbies.
Do you have any hobbies? Yes, I have several. Really? Please tell me more about your hobby. Well, I do like to collect things. Things. Really? What do you What do you like to collect? collect? I like to collect stamps. Stamps? Really? Really? Where do you collect Very stamps from? simple. I collect stamps Collect from stamps from all over the all over the world. world. Why do you do that? Do that. Because eventually, I Eventually, hope to have a stamp stamp from every from country. every country. Why do you want all of Why those would I want stamps? those stamps? Well, I think it's I think because because. I won't be able to go to those countries myself. Oh, what is another What do you hobby mean of by other yours? people? I collect beer. Like beer. Pardon me? Economy? You collect Stuff beer? like beer? Well, actually, I collect I beer collect beer cans. cans. Okay. Where'd you get the cans from? From every place that I Every travel place that I to. travel to. Do you drink the beer? Drink beer? Nah, No, I'm not a beer not a beer drinker. drinker. Oh, I see. I see. What about What you? about you? What are your What's your hobbies? hobbies? Well, Yeah. I like to read a lot. Really? Really? What do you read about? I like to read What do you about read about? bestsellers, Bestseller. and I like to read a lot about science too. Too. What kind of science do you read about? Variety of topics, but I especially like to read about nature and about electronics. Electronics. Fascinating. Why do you like to read so much? Well, I think it helps me exercise my brain. Well, that's a good reason, if it doesn't make you too tired. Ok, đó, hội thoại đó cả nhà nhé. Đó, hội thoại đó. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu hội thoại này nhé. Nó khá là dài, nó khá là dài đấy. Chúng ta sẽ được nghe làm nhiều lượt nha. Ai cũng mong muốn là sau cùng chúng ta có một cái phản xạ giao tiếp tiếng Anh, đúng không? Bạn nói, tớ nghe, tớ nói, bạn nghe, vân vân, tương tác với nhau liên tục. Đấy, nói được càng nhanh càng tốt, như kiểu chúng ta nói tiếng Việt với nhau này. Nhưng mà thực sự cả nhà, phản xạ tiếng Anh chỉ đến khi và chỉ khi một từ, một câu nói mà chúng ta được nghe và được nói lặp đi lặp lại đủ nhiều trong đời đó. Đó. Đó là câu trả lời cho câu hỏi là nếu như bây giờ tôi hỏi cả nhà này, hỏi theo kiểu ngày xưa nhé, nói tiếng Anh theo kiểu tiếng Anh mộc mạc ngày xưa nhé. Hello, how are you? Bạn trả lời ngay đúng không? I'm fine, thank you, and you. Đó, đúng không? Bởi vì những câu đó là chúng ta đã lặp lại quá nhiều lần trong đời rồi. Nó thành ăn sâu vào trong một cái tiềm thức rồi. Phản xạ bất bất thình lình rồi, đúng không? Không cần phải nghĩ. Một từ, một câu, một tình huống chúng ta lặp lại đủ đủ nhiều thì những cái từ vựng đó nó sẽ ăn sâu vào vùng gọi là vùng trí nhớ dài hạn trong bộ não của chúng ta, lúc đó nó có phản xạ được. Vì vậy các anh chị thử nghĩ mà xem, liệu rằng học trong một tháng, 2 tháng, một khóa học một vài tháng thì chúng ta đã đủ thời gian để lặp lại đủ nhiều chưa, đúng không? Không có đâu cả nhỉ, không đủ đâu, phải làm lại thật nhiều cho mình nhé. Đó. Rồi, bây giờ này, mình sẽ share cho cả nhà cái màn hình luôn. Test test của hội thoại ngày hôm nay đây. Mình đã copy, mình gửi cho cả nhà rồi. Đó. Lượt tiếp theo, bây giờ mình mời cả nhà tiếp tục và nghe và nói theo cho mình nhé. Và mình xin nhắc lại một lần nữa này, đó là đừng chỉ có gọi là nghe không, mà vừa nghe vừa nói theo nhé. Vừa nghe vừa nói theo, ok. Lượt này mình sẽ mời các anh chị xem cả video luôn nha. Và nhớ này, mắt nhìn text, tai nghe họ nói cái gì và miệng mở ra nói nha. Đừng học theo cách ngày xưa, học tiếng Anh với Tùng, nhưng anh chị học trong lớp giao tiếp chuyên sâu nữa, học trong lớp phát âm chuyên sâu nữa, và đặc biệt những chương trình giao tiếp tiếng Anh gọi là giao tiếp 360 liên tục nữa, sẽ được học theo những cách khác biệt hoàn toàn. Các chị thử nghĩ mà xem, nếu chúng ta học tiếng Anh theo cách ngày xưa ấy, bởi thế hệ của mình là thế hệ 8X,
và kể cả các bạn thế hệ 9X, thậm chí bây giờ nữa. Theo các chị học theo cách cũ, liệu có kết quả khác gì được không? Cách học cũ sẽ cho kết quả cũ. Chúng ta chỉ biết về ngữ pháp thôi. Cho nên đến khi ra trường đi làm chúng ta cần cái gì? Chúng ta cần cái yếu tố là thực tiễn, nghe được, nói được, chứ không phải kể về điểm số chúng ta, đúng không? Nào, bây giờ mời các bạn cùng nghe, cùng xem lượt hai này. Để mình tìm lại nhé. Unit. I collect stamps from all. Please tell me more about your hobby. Đây đây. Đây. Nào đây. Unit 11. Hobbies. Hobbies. Do you have any hobbies? Yes, yeah. I have several. Really? Please tell me more about your hobbies. Well, I do like to collect things. Really? What do you like to collect? I like to collect stamps. Really? Where do you collect stamps from? I collect stamps from all over the world. Why do you do that? Because eventually I hope to have a stamp from every country. Why do you want all of those stamps? I think it's because I won't be able to go to those countries myself. Oh, what is another hobby of yours? I collect beer. Pardon me? You collect beer? Yeah. Well, actually, I collect beer cans. Okay. Where did you get the cans from? From every place that I travel to. Do you drink the beer? Yeah. Nah, I'm not a beer drinker. Oh, I see. What about you? What are your hobbies? Well, I like to read a lot. Really? What do you read about? I like to read about bestsellers, and I like to read a lot about science, too. What kind of science do you read about? A variety of topics, but I especially like to read about nature and about electronics. Fascinating. Why do you like to read so much? Well, I think it helps me exercise my brain. Well, that's a good reason, if it doesn't make you too tired. Một lần nữa cả nhá. One more time. Một lần nữa cả nhà. Không đủ. Chưa đủ nữa đi vào trí nhớ dài hạn của nhà đúng không? Thực ra cả ngày nó nghe cũng không đủ đâu. Cả nhà cần làm lại nhiều hơn nữa cả nhá. Đây là cái môi trường tụ tạo lập cho cả nhà để cả nhà luyện tập. Đó. Nhưng chúng ta vẫn cần chủ động học tập rất rất là nhiều. Cả nhà nhớ điều đó cho mình nhá. Đó. Và hội thoại này này. Cả nhà thử thử tưởng tượng vào xem có giống mình không nhá. Nếu như mình bây giờ gọi là mình nhìn vào text này. Nhìn vào cái text này. Có thể mình sẽ hiểu ngay. Có thể mình hiểu đó. Có thể không hiểu được hết nhưng hiểu được nghĩa của nó đó. Nhưng vấn đề của chúng ta gì là khi trong thực tế cuộc sống chúng ta không còn text này nữa, chúng ta không còn có những ngồi học này nữa, lúc đó là một cuộc sống thực tế. Có ai đó hỏi các anh chị là gì, do you have any hobbies đó. Bắt đầu có gì, chúng ta phải dùng hết trí tuệ của chúng ta để nói. Thì chúng ta gì không đủ khả năng bật ra để nói những câu như thế này, đúng không? Đấy. Nên là cái việc học để chúng ta học để thi, học để lấy điểm, để chứng chỉ ấy, nó hoàn toàn khác so với việc chúng ta học để giao tiếp, học để sử dụng. Đấy. Nó khác hoàn toàn, cả nhà lưu ý như vậy nha. Và không có cách nào khác, phải nghe và nói thật nhiều. Và cái điều mà chúng ta cần nhất ấy, cho nên các anh chị đi làm này, cho nên các bố mẹ này mà muốn dạy con này, và dành cho tất cả mọi người nếu như cả nhà có trường tiếng Anh này, cái thứ chúng ta cần nhất đó là một cái môi trường cả nhà, được cả nhà được rèn luyện tiếng Anh với nhau. Chúng ta sẽ rất rất là khó để học một mình mà thành công được. Kể cả các anh chị có mua những ứng dụng, một số ứng dụng tiếng Anh mình không tiện đồng tiền đây, mua dùng rồi các chị đã ai đã từng mua đúng không, chỉ dùng nó trong một vài ngày thôi, có thể triệu mấy, thậm chí mấy triệu một ứng dụng nào đó, nhưng các chị dùng một thời gian ngắn thôi,
Và bây giờ các chị nghĩ mà xem, cái thứ mà chúng ta cần hơn là một cái môi trường, bởi vì chúng ta đi một mình chúng ta chán, đâu có cái điện thoại này. Ngày xưa tôi cũng từng như thế rồi, đâu có cái điện thoại này. Lúc đầu mới học tiếng Anh, nhưng sau thì 15 phút Facebook, rồi là vài vài chút chút TikTok, có thể cộng lại thì đến lúc cầm, từ lúc cầm điện thoại lên đến lúc thả điện xuống có khi mất một tiếng đồng hồ hoặc hơn rồi, đúng không? Đấy. Chúng ta không có môi trường để mọi người học tập, nên là chúng ta cứ bị cuốn theo những cái điều giải trí đó, và đến khi nhìn lại những cái điều đó nó chả giúp ích gì cho cái cuộc sống của mình cả đó. Nó chả giúp cho mình đạt được những mục tiêu mình mong muốn cả đó. Mình nếu mình cứ như vậy thì mình cứ vẫn như mình ngày xưa, không thêm kỹ năng nào cả. Vì vậy hãy kê chỉ hơn cả nhà nhá. Lượt tiếp theo này, vừa nghe vừa nói theo cho mình nhá, và các anh chị hãy chuẩn bị dần đấy để dịch điện thoại lên nhá. Một lát nữa mình sẽ mời các bạn dịch điện thoại cho tụi, hiểu chưa? Các anh chị nào muốn dịch cũng có thể chủ động mở mic, mình đã chủ động giơ tay và dư vào cái biểu tượng là cái raise hand ở trong Zoom ấy nhá, chứ không phải dư vào cái biểu bằng cái việc là bằng giơ tay đâu. Mình sẽ không nhìn thấy màn hình của các bạn hết đâu, mà các anh chị phải dư bằng cái biểu tượng là raise hand cơ, nhớ chưa? Đó, raise hand là biểu tượng nào nhỉ? Đâu nhỉ? Raise hand trong biểu tượng trong Zoom ấy. Raise hand đây này, raise hand là biểu tượng đâu nhỉ? Sao mình không thấy nó nhỉ? Đâu nhỉ? Raise hand đâu nhỉ? Các anh chị tìm màn hình của các anh chị nhé. Cái biểu tượng raise hand ở trong Zoom ấy. À đây, raise hand này, đây, đây này. Đấy, nó đấy, nó là cái mà bạn tiên hay lên cứ bảo đang dự đấy, là nó đấy nha. Raise hand là nó đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nghe điện thoại nha. Nào, lượt tiếp theo này, bắt đầu. Do you have any hobbies? Hobbies? Yes, yes. I have several. Several. Really? Where? Please, tell me more about your hobbies. Well, I do like to collect things. Things. Really? Right. What do you like to collect? I like to collect stamps. Stamp. Really? Where do you collect stamps from? I collect stamps from all over the world. Why do you do that? Because eventually I hope to have a stamp from every country. Why do you want all of those stamps? I think it's because I won't be able to go to those countries myself. Oh, what is another hobby of yours? I collect beer. Pardon me? You collect beer? Beer? Well, actually, I collect beer cans. Okay. Where did you get the cans from? From every place that I travel to. Do you drink the beer? Nah, I'm not a beer drinker. Oh, I see. I see. What about you? What are your hobbies? Well, I like to read a lot. Really? Really? What do you read about? I like to read about bestsellers, and I like to read a lot about science, too. What kind of science do you read about? A variety of topics, but I especially like to read about nature and about electronics. Fascinating. Why do you like to read so much? Well, I think it helps me exercise my brain. Well, that's a good reason, if it doesn't make you too tired. It doesn't make you too tired. Okay. Một lượt nữa, cả nhà nhé. Một lượt nữa. Trước khi chúng ta dịch nha. Hết lúc kết thúc lượt này, bạn nào muốn dịch, giơ tay để biết mình sẽ là cả nhà dịch nha. Mời cho bạn nào dịch. Bắt đầu. Nhớ này. Tai nghe, mắt nhìn text, miệng nói cho mình nhé. Cố gắng học bằng mọi giác quan. Đó, lưu ý như vậy. Đừng học cách ngày xưa. Đừng có đọc thầm. Đừng có chỉ nghĩ trong đầu nhé. Cách học cũ sẽ cho kết quả cũ. Để nhớ điều đó cho mình nhé. Nào, bắt đầu. Lượt tiếp theo. Do you have any hobbies? Yes,
I have several. Really? Please tell me more about your hobby. Well, I do like to collect things. Really? What do you like to collect? I like to collect stamps. Really? Where do you collect stamps from? I collect stamps from all over the world. Why do you do that? Because eventually I hope to have a stamp from every country. Why do you want all of those stamps? I think it's because I won't be able to go to those countries myself. Oh, what is another hobby of yours? I collect beer. Pardon me? You collect beer? Well, actually, I collect beer cans. Okay. Where did you get the cans from? From every place that I travel to. Do you drink the beer? Nah, I'm not a beer drinker. Oh, I see. I see. What about you? What are your hobbies? Well, I like to read a lot. Really? What do you read about? I like to read about bestsellers, and I like to read a lot about science, too. What kind of science do you read about? A variety of topics, but I especially like to read about nature and about electronics. Fascinating. Why do you like to read so much? Well, I think it helps me exercise my brain. Well, that's a good reason, if it doesn't make you too tired. Okay. Đó là một vài lượt mà chúng ta đã nghe với nhau rồi nha. Chúng ta đã cùng luyện nghe và cùng xem với nhau rồi. Đó. Bây giờ bạn nào muốn dịch câu thoại không? Muốn dịch thì làm cái biểu tượng raise hand cho mình để biết. Đó, mình sẽ mời các bạn dịch nha. Và khi học của mình ấy, không có đúng, không có sai, các bạn cứ nói đi. Bởi vì không ai mới bắt đầu một thứ ngôn ngữ mới có thể nói tốt, nói trơn tru được cả. Nếu làm được điều đó rồi thì chúng ta đã không phải học nữa, đúng không? Nhưng mà có một cái yếu tố nó gọi là cái trải nghiệm. Cái trải nghiệm, cái kỷ niệm với những từ vựng đó của chúng ta càng sâu đậm, chúng ta càng nhớ lâu, cho dù có đúng hay có sai. Đó là lý do mà cả nhà có nhớ không? Ngày xưa ấy, những bạn mà lên bảng chữ bài tập ấy, những bài tập mà các bạn làm được ngay, các bạn không nhớ. Nhưng những bài nào các bạn làm sai ấy, xung phong lên bảng làm mà làm sai ấy, các bạn nhớ rất nhiều, rất lâu, đúng không? Bởi vì cái kỷ niệm với nó đậm sâu. Đấy, đó là lý do như vậy. Rồi. Nào, bây giờ mình sẽ mời các bạn dịch nha. Cứ dịch và mình sẽ hỗ trợ các bạn hết mình để giúp các bạn dịch được. Ok. Trong break này mình sẽ mời một số các bạn mở cam đấy nhá. Nếu không mình sẽ không mời các bạn học ở lớp vào học đấy đâu. Các bạn không mở cam mình sẽ kích ra ngoài. Ok. Có bạn gì đây? Lan Thanh này, mở mic cho mình, dịch một bài A cho mình. Có một bạn nhỏ 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 xíu xíu. Có một bạn đâu rồi? Bạn đâu rồi? Hello. Ok, hi there. Wait me. Chờ mình một xíu nha, để mình gọi thêm một bạn nữa. Có một bạn này, anh cũng nhận ra bạn này học cũng mới mình được khá nhiều rồi. Ok. Lô Minh Pháo hay là cái gì đây? Mình rồi, mở mic. Mở mic. Rồi, để mình share lại cái màn hình nha. Rồi. Bạn mở mic lên. Lô Minh Pháo thì mở mic lên. Và bạn Loan Thanh là A. Bà còn lại là B. Rồi, hai bạn bắt đầu đây. Em dịch ra I can like. Bạn dịch A. Okay. Bạn có những cái thói quen nào không? Những cái sở thích chính xác hơn mà cái hobbies nó liên quan đến sở thích. Rồi, tốt, good. Nào tiếp tục. Vâng, tôi có một vài sở thích. Thật sự
Vui lòng mà hãy nói cho tôi biết sở thích của bạn là gì. Rất tốt, tôi thì thích sưu tầm một vài thứ. Thực sự bạn thích sưu tầm cái gì? À, tôi thì thích sưu tầm một số cái tem á. Rồi, chính xác con tem. Rồi. Thực sự bạn sưu tầm những con tem đó đến từ đâu? Tôi sưu tầm tem từ trên toàn thế giới. Yes. Tại sao bạn lại làm điều đó? Bởi vì hy vọng rằng là tôi có những con tem từ tất cả các quốc gia trên thế giới. Yes. Tại sao bạn lại muốn có tất cả các loại tem đó? Tôi nghĩ rằng bởi vì tôi không thể đi đến được tất cả những cái nước đó bằng chính bản thân của tôi, cho nên tôi mới. Yes. Chính xác, tốt. Bạn có còn sở thích nào khác hay không? Tôi thì còn sưu tầm cả bia nữa. Yes. Bạn được hả? Bạn sưu tầm bia. Dĩ nhiên là tốt, tôi thì dĩ nhiên tôi thì sưu tầm một số cái can, tức là cái hộp, Bình cái lon, đựng bia, cái lon lon chính xác, cái lon lon bia. Rồi. bia. Bạn sưu tầm những cái lon bia đó từ đâu? Thì tất cả những nơi tôi đi du lịch đến thì nếu mà có lon bia tôi đều sưu tầm hết. Yes. Bạn có uống bia hay không? No, tôi không phải là một người nghiện bia rượu. Yes. Tôi có thể nhìn thấy đó, tôi có thể thấy điều đó. Còn bạn thì như thế nào? Bạn có những cái sở thích nào không? Tôi thì thích đọc một vài thứ. À thế à, bạn thích đọc về những cái sách gì? Tôi thích đọc về sách kiểu như bán hàng. Tôi thích đọc về khoa học. Thì những cái sách Nghiên khoa học cứu. nào mà bạn thường đọc về nó? Nhiều loại chủ đề nhưng đặc biệt là tôi thích đọc về tự nhiên và điện Yes, điện, rồi điện điện tử, rồi tiếp tục. điện Tin này tin. Tôi ngạc nhiên là bạn, tại sao bạn lại thích đọc nhiều sách như thế? I think tôi nghĩ nó giúp tôi có thể luyện tập não của mình. Ồ, rất là tốt, đó là lý do tốt và điều đó sẽ làm cho sẽ không làm cho bạn cảm thấy mệt mỏi. Rồi, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Các Thank bạn ăn you. thịt khá là tốt rồi. Cảm ơn hai bạn nhé. Bây giờ từng sẽ lót lại một lượt hội thoại cho cả nhà để cả nhà hiểu rõ hơn này. Đó. Bởi vì có thể đâu đó một số các bạn sẽ không chưa hiểu rõ hội thoại đâu. Đó. Bạn nào mà chưa hiểu chỗ nào ấy thì cứ gõ vào khung chat cho mình sẽ giải đáp cho các bạn. Ok. À, mình sẽ giải đáp cho các bạn. Như vậy các bạn cứ chủ động hỏi nha. Cứ chủ động hỏi. Đó. Nào. Bây giờ đi lại từ đầu này, một số chỗ mình muốn chia sẻ cho bạn Loan hay là bạn Minh này để bạn hiểu hơn và cả nhà hiểu hơn nhé. Đầu tiên đấy, à, cái từ này này, really, really, cái này nó thể hiện là gì? Nó là một từ như là từ cảm thán đấy, nó thể hiện cảm xúc của mình cả nhà, nó thể hiện cảm xúc của cả nhà, à, nó thể hiện cho cả nhà cái cảm xúc, nhớ cho mình như vậy nhé. Nó thể hiện cái cảm xúc từ này để mình xem màn hình nhé, thể hiện cảm xúc của nhà nhé. Thế là cả nhà hoàn toàn có dịch cái gì thật à, thật á, há, cái gì cơ đấy, cả nhà hoàn toàn làm thế. Bởi vì sao? Nó thể hiện cái sự ngạc nhiên, thể hiện cái sự giật mình ấy. Đó. Đó. Vì vậy cả nhà hãy làm như vậy cho mình nhé. Tương tự như vậy từ bên dưới này này, cái từ well này, này chúng ta đã từ trước giờ chỉ nghĩ từ well này nó nghĩa gì? Tốt, đúng không? Tốt đó. Vì vậy khi dịch hội thoại chúng ta thường dịch nó là tốt. Ví dụ như trong câu này, tốt, tôi thích sưu tập vài thứ đấy. Tốt, tôi đi sưu tập vài thứ. Nhưng thực ra cả nhà, trong thực tế đời sống văn hóa của người bản xứ nhé,
cái từ wow này này, cái từ wow này này, nó là một cái câu mà nó để giúp người nói gì, trì hoãn thời gian lại, trì hoãn thời gian để mình vừa nói vừa nghĩ ấy. Đấy, ví dụ như mình hỏi bạn Thanh Loan này, có bạn mấy tuổi rồi, bắt đầu tiên phải ngừng nghĩ, con mình 3 tuổi, con mình 4 tuổi, đấy cái từ well, cái hình thái sử dụng của nó là như thế, gần như hiểu chưa? Đấy. Nó giúp người nói trì hoãn thời gian để vừa nói vừa nghĩ, vừa nói vừa nghĩ. Vì vậy cái này có thể dịch được là gì, tôi thích sưu tập đồ vật hoặc là gì, có một số các cô chú anh chị mà dịch ở trong lớp giao tiếp chuyên sâu của mình thì các anh chú hay dịch cái gì, chà chà không bao giờ nói cũng được, bởi vì nó là một cái câu để trì hoãn thời gian thôi. Để lưu ý cho mình nhé, những cái câu wow này đứng đầu câu này nó không có nghĩa là tốt đâu, nhớ nhé, nhớ điều đó cho mình, nhớ chưa? Đấy. Chỉ khi mà chúng ta học tiếng Anh với cái việc như vậy, chúng ta nghiên cứu và thực tế như thế, thì nó giúp chúng ta thì áp dụng vào thực tế đời sống được. Đấy. Sẽ có rất 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 nhiều tướng thực tế đời sống họ sử dụng tiếng Anh theo gì, theo cái phong cách của họ, theo cái đặc điểm bản địa phương của họ, mà những thứ đó thực sự đến thời điểm bây giờ khi tụng học rồi dùng thế gì không được dạy trong sách vở. Đấy. Cho dù là có một số các chị nào chúng ta rất chuyên sâu với em đúng không, nó là một cái trường, môi trường chuyên nghiệp hơn, có nhiều thời gian hơn để em chia sẻ với nhau nhiều thứ hơn. Có những thứ các chị chia sẻ được, em chia sẻ nghe rất giật mình đúng không? Không hề biết. Trước giờ dùng sai mãi mà không biết. À, bởi vì người bản xứ dùng khác. Họ khác so với những cách mà cho được dạy sách vở. Phải lưu ý cho mình như vậy nhé. Tiếp theo này. À, một chỗ nữa này. Một từ nữa này. Tiếp theo này là xuống dưới này. Từ thế nào nhỉ? À đây, cái câu này nào. Như bạn bạn Minh ở dịch này. Câu này. Câu này sẽ như sau. Có một cái từ cả nhỉ. Có một cái từ là từ đây này, eventually, eventually. À, cái từ này ấy, nó có một nghĩa này này, tức là nó nghĩa gì, à, sau cùng, à, điểm đến của một cái chặng đường hành trình của nó. Và câu này thì chính xác sang nghĩa nhất của nó này, à, cái câu because eventually I hope I have a stamp from value country, tức là sao, bởi vì là cái điều sau cùng tôi mong muốn đấy, à, bởi vì cái điều tôi thực sự mong muốn đấy là tôi hy vọng tôi có thể có được những con tem từ tất cả mọi quốc gia, tức là cái điều họ thực sự mong muốn đấy. Đấy, bởi vì cái điều tôi thực sự mong muốn là tôi muốn có tất cả các con tem của tất cả các quốc gia, và nhớ từ eventually này chưa nha, eventually nhớ cho mình như thế nhé. Tiếp theo đến cái cụm mà này, đến cái câu mà đây, Aramis, Aramis này, à, câu này nó cũng là một câu mà đến trước là gì, mọi họ dùng theo kiểu là thói quen như này. Ví dụ như là bạn trong Zoom có một bạn là bạn bạn Doanh đi, bạn hỏi mình không nghe rõ, mình tiếng Việt mình hỏi là cái gì ạ, à? Cái gì cơ, thì đây chỉ là câu thế, Harmony gì, cái gì, cái gì, tức là ý gì, nhờ người nói nhắc lại điều mình vừa nói đó, lưu ý cho mình nhá. Đó. Tiếp theo đây, đây trong Zoom này có một số rất nhiều là đàn ông con trai đúng không, uống bia khá nhiều rồi nhưng chưa chắc đã biết cái lon bia nó là cái gì, cái vỏ lon bia đây, beer cans đây này, beer cans này, và nhớ từ cans này nhá, cái nào đọc này đừng đọc là beer can, beer can mà nó phải là này, nhìn miệng mình này, can, can có đơn số nhiều này, cans, miệng rộng ra nhá, miệng rộng ra, đừng đọc là chỉ can, can hoặc là beer hoặc là can, can như kiểu tiếng Việt nhá. Bởi vì thế này này cả nhà, cái việc mà học một ngôn ngữ mới ấy, cho dù là tiếng Anh hay bất kỳ một ngôn ngữ nào khác ấy, thì tất cả các ngôn ngữ khác nhau họ sẽ có một thứ đó là cái bộ âm hoàn toàn khác nhau, cách đặt răng, đặt môi, đặt lưỡi để nói hoàn toàn khác nhau. Vì vậy tôi sẽ chia sẻ cả nhà, muốn giao tiếp tốt ấy, cả nhà hãy lấy phát âm tiếng Anh làm gốc rễ cho mình nhé, làm nền tảng, làm gốc rễ đó. Học phát âm ở đâu cũng được chứ không cần phải là mình cứ chăm chăm phải là học với mình không quảng cáo nhé. Còn nếu học với Tùng ấy thì phải đăng ký ngay lập tức, bởi vì mình chỉ nhận thêm hai bạn học viên cho khóa phát âm sắp tới thôi, sau 1 tháng chị mình sẽ khai giảng đó, ngay lập tức đó, để mình đăng ký mình nhé. Đó. Cái việc phát âm nó quan trọng cực kỳ luôn, hình dung nhá, phát âm là gốc rễ của giáo dục tiếng Anh, có cái việc cái gì
từ vựng này, vốn từ này, hay là các từ vựng giao tiếp trong đời sống này, nó chỉ là bên trên này, nó chỉ là cành lá thôi. Gốc rễ mà các chị không chắc, gốc rễ các chị không có thì làm sao mà cành lá phát triển được, đúng không? Bạn nhá, hình dung như vậy cho mình nhá. Tiếp theo, cái câu có một cái câu này này. Câu này bạn nữ dịch được rồi, nhưng mà dịch sát nghĩa này. I like to read a lot. I like to read a lot. Tức là sao? Cái từ a lot đây nghĩa gì? Tức là tôi rất thích đọc sách. Nâng tầm lên, nó không còn là chỉ là tôi thích đọc nữa. Mà gì? Tôi rất là thích. Cái từ a read a lot chạy này. Tôi rất thích đọc sách. Tôi rất thích đọc. Đấy, lưu ý cho mình nhá. Và cái cụm từ này cả nhà. À, cái cụm từ bestseller này bạn Thanh Loan và cả nhà. Nó cũng phải là cái gì bán hàng đâu. Các để ý và xem những cuốn sách cả nhà, nếu như cả nhà mua những cuốn sách ở bên ngoài nhá, những cuốn sách phát triển bản thân hay những cuốn sách bán chạy ấy, thì nó hay có chữ ở bìa bên ngoài nó ghi là best seller, tức là gì, những quyển sách mà bán chạy nhất, được thịnh hành nhất đó. Nên câu này nghĩa là gì? I like to read about bestseller and I like to read a lot about science too. Tức là sao? Tôi thích đọc những cuốn sách bán chạy. Đấy, tôi thích đọc những cuốn sách bán chạy nhất và tôi thích đọc rất nhiều về khoa học. Đó, hiểu chưa? Phải hiểu cái từ bestseller đấy chưa? Nhớ lưu cho mình nha. Đó. Và một từ cuối cùng mình chia sẻ cả nhà là cái từ này. Fascinating. Fascinating. Từ đây nó là một từ khá là cao cấp. Mình sẽ làm cách này để cả nhà hiểu nhé. Hiểu cách mà mình hay dịch từ vựng. Muốn dịch tốt, dịch hay và hiểu bản chất của từ ấy, cần hãy làm cho mình như này. Hãy lấy một công cụ đó là từ điển Oxford, làm từ điển của mọi từ điển cho mình nha. Đây từ điển Oxford đây, cái này gõ vào trong mạng là sẽ có cái từ này và gõ từ đó vào đây cho mình. Fascinating, chắc từ này đây, từ này có được B1 cơ mà. Cái này dùng cấp độ của tiếng Anh này, chắc các cấp cấp độ từ vựng này dễ nhất là A1 rồi đến A2 rồi B1 B2 C1 C2. Và đây, từ này nghĩa là này. Extremely interesting and attractive. Tức là gì? Cực kỳ là hấp dẫn và cuốn hút. Đấy, cái từ fascinating này. Vậy, khi mà cả nhà đã hiểu cái nghĩa từ này là gì? Cực kỳ hấp dẫn và cuốn hút. Thế thì bây giờ cả nhà dùng từ tiếng Việt nào để cả nhà dễ giải cho từ này? Đấy, bây giờ cả nhà thử gõ vào khung chat của Zoom cho mình để xem là từ nào. Từ tiếng Việt nào để diễn tả cho cái trạng thái là gì? Cho cái tính từ là gì? Cực kỳ hấp dẫn, cực kỳ cuốn hút thì nó là chẳng, nó là tính từ nào nào? Phải là thử nghĩ và thử gõ mình xem nào, nó là từ gì? À, à phải là xem là nó sẽ là từ gì nào? Nào, thật thú vị, ok, cũng được, chính xác. Còn gì nữa không? Sẽ có khá nhiều từ nó đồng nghĩa hoặc nó cần nghĩa với từ đấy, mà nó có ý nghĩa là gì? Là để mà diễn tả một cái sự vật, một cái hành động hay là một cái thứ gì đó cực kỳ thú vị hoặc là cực kỳ cuốn hút. Còn từ gì nữa không? Sẽ có rất nhiều từ trong nhiều trường hợp chúng ta sẽ dùng. Lôi cuốn, chính xác, chính xác. Và nói thật cả nhà, có quá nhiều từ luôn. Đó. Hay nhỉ, cũng có thể dùng được này trong văn nói này đấy. Thật sự là lôi cuốn, thực sự là hấp dẫn đấy, hay hay ho nhỉ, đó là hay ho, vân vân, vân vân. Đó. Tức là trong trường hợp này ý mình là gì? Khi mà cả nhà đã nhớ hiểu ra cái từ này này, khi mà cả nhà cái hiểu cái từ fascinating này nó nghĩa gì? Cực kỳ hấp dẫn, cực kỳ lôi cuốn rồi, thì lúc đó cả nhà dùng khả năng sử dụng tiếng Việt của chúng ta để chúng ta nói. Đó. Một số các chị đang chọn là nhắn tin riêng mình, ok, mình vẫn nhận được, để chúng ta nói, để nó dịch. Vì vậy trong trường hợp này cái từ fascinating để nghe này, vậy hoàn nào có gì, cái gì thật là tuyệt vời này, thật là hay nhỉ này, thật là lôi cuốn này, thật là thú vị này, thật là cuốn hút này. Đấy, cái này hoàn toàn dịch được như vậy cho mình nhé, không bị gò bó trong việc dịch từ tiếng Anh ra tiếng Việt đâu cả nhà nhá. Khi cả nhà hiểu nghĩa của một từ, hiểu bản chất của từ rồi, cả nhà hoàn toàn có thể dùng cái gì, dùng cái khả năng sử dụng tiếng Việt để chúng ta diễn tả làm sao cho người Việt Nam chúng ta nghe cho nó mở tai. Đó, lưu ý nhá. À, lưu ý cho mình như vậy. Đấy, đây là cái một vài cái kỹ năng gọi là kỹ năng dịch Tùng chia sẻ với cả nhà để lưu ý nhá. Đó. Rồi, bây giờ việc của chúng ta thì khi chúng ta đã hiểu điện thoại rồi thì chúng ta không thể dừng lại đây được.
mà chúng ta cần phải luyện tập với nhau phải nhá, phải luyện tập nghe, luyện tập nói rất là nhiều, hiểu chưa? Bây giờ mình sẽ lại gửi vào khung chat của phần Zoom cho cả nhà một lần nữa cái hội thoại này, bởi vì đâu đó một số các anh chị mới vào ở thời điểm sau, các anh chị sẽ không có cái phần text của hội thoại này để mình gửi từ lúc đầu giờ rồi. Bây giờ một lần nữa nhắc lại cả nhà, hãy tìm mọi cách để lưu hội thoại này vào thiết bị của các bạn đi nha, bởi vì ngay sau một lượt đọc và nghe nói nữa thôi là Tùng sẽ mời cả nhà vào các break khác nhau để chúng ta cùng nhau luyện tập đó, chúng ta cùng nhau thực hành hội thoại này làm sao nói cho nó hay, cho nó tốt nhất có thể. Và lúc đó ấy, các chị sẽ không còn nhìn cái màn hình mà mình đang share nữa đâu, lúc đó sẽ chỉ còn có một hai hoặc ba anh chị tương tác với nhau thôi. Vì vậy cả nhà phải chuẩn bị nhé, phải chuẩn bị, phải tìm mọi cách đi copy và paste cái hội thoại vào trong và trong thiết bị của anh chị để các anh chị còn có cái mà học nhé. Đó. Và một lúc nữa này mình sẽ mời các anh chị vào break, mỗi một break sẽ chỉ có tầm độ hai bạn hoặc ba bạn là cùng thôi nhé. Đó. Mỗi người nói một câu, với những Zoom nào mà có ba bạn đấy đừng để một người không được nói, không cần phân vai AB nữa, mỗi người nói một câu để cùng nhau được được tương tác với nhau nhé. Còn những Zoom break nào mà có hai bạn thì dễ rồi, thay nhau nói hết đổi vai nói lại. Đấy. Mục tiêu của chúng ta là gì, chúng ta cần có môi trường để cho thực hành đúng không, nghe thật nhiều vào, nói thật nhiều vào cho nó quen, đây là một trong những môi trường như vậy. Và nếu các anh chị muốn có những cái môi trường nó chuyên nghiệp hơn nữa ấy, học tập nó hiệu quả nó cao hơn, hiệu suất cao hơn nữa thì liên lạc trực tiếp với mình sẽ có những lớp giao tiếp chuyên sâu như vậy dành cho các anh chị. Nhưng bản thân Tùng cũng chỉ nhận thêm học viên sau khi đã có những buổi nói chuyện trực tiếp với các anh chị thôi để chúng ta hiểu nhá. Đó. Chứ Tùng không nhận học viên ồ ạt đâu. Đó. Nếu như vậy nha, nhắc lại lần cuối tìm mọi cách lưu hội thoại này nha, chúng ta đã dịch được hội thoại rồi và bây giờ chúng ta sẽ nói nha. Một nguyên tắc khi học tiếng Anh với Tùng là này, chúng ta phải hiểu chúng ta nghe cái gì, chúng ta phải hiểu là hội thoại nó ý nghĩa nào, thì khi đó chúng ta nói chúng ta mới thích chứ đúng không, chúng ta không thể nói như một con vẹt được mà chúng ta phải hiểu là chúng ta nói cái gì đó, như vậy nha. Đó. Tất nhiên sau này khi mà trình độ của chúng ta phát triển lên cả nhà, khi mà trình độ của chúng ta phát triển lên, nhớ một điều như vậy nhà mình này, khi trình độ chúng ta phát triển lên chúng ta sẽ dần dần từ bỏ cái thói quen dịch mọi thứ ra tiếng Việt cả nhà, luôn chúng ta hiểu nó bằng bản chất tiếng Anh rồi. Đó. Ví dụ như thế này, khi mà chúng ta gặp một từ là gì, chúng ta gặp một từ là fascinating này, chúng ta đã hiểu thì từ này theo tiếng nghĩa tiếng Anh là gì, đó. Extremely attractive, tức là cực kỳ cuốn hút, cực kỳ lôi cuốn rồi, thì chúng ta không còn phải dịch cái tiếng Việt nữa. Đó. Lưu ý như vậy nha, lưu ý như vậy. À, thầy có thể chia sẻ video cho học viên không ạ? Thưa bạn, thưa anh và cả nhà này, tất cả các tài liệu giao tiếp này, một những tài liệu hôm nay Tùng dạy cả nhà này, text này, video và cả audio nữa, nó ở đây này, đây nó ở đây, mình sẽ dành tặng hết cho cả nhà, tặng hết cả nhà và không thu một đồng phí nào cả, mình nói free là free, tính mình là như vậy, sẽ chia sẻ cả nhà rất chân thành, thẳng thắn, chính trực, free là free. Chứ mình đã từng gặp rồi, một số những cái trung tâm hay một số chương trình họ nói là gì, họ có giới thiệu cả nhà là họ bảo dạy free, nhưng đến khi cả nhà bắt đầu vào, ai thường Tùng này bắt đầu vào học free đấy, bắt đầu là gì, lại được nghe là câu nói gì, học thì free nhưng các anh chị lại gì cần thêm, cần đóng một khoản phí để làm tài khoản học tập có không? Hoặc cần phải mua tài liệu học tập học free có không? Như thế tính chất nó khác rồi, như thế là gì, nó có một cái gì nó không thật thà. Còn với mình sẽ nhắc với bạn vừa hỏi mình và cả nhà nói chung nhé, mình tặng hoàn toàn hết, miễn là các bạn thực sự cần nhắn tin cho mình, nhắn Zalo cho mình sẽ thử tặng cho các bạn vào đó, tặng hoàn toàn free. Mình có thể mình chỉ nhờ các bạn một việc nhỏ thôi, đó là gì, vui lòng share cho mình một bài viết trên Facebook để các bạn nhiều người biết đến lớp học này hơn, thế thôi. Hoặc viết ra giấy mình một vài câu cảm nhận, sẽ là mình học tiếng Anh mình dạy cho anh cho cả nhà, nó có thật tâm không, nó có chân thành hay không, chỉ cần như thế thôi. Mình tặng các bạn hết để các bạn có thể luyện nghe, luyện nói chủ động nhiều hơn nhé.
Đó, lưu ý như vậy. Đây là bạn là vừa hỏi mình nhé. Đó. Nhớ cho mình như vậy nhé. Rồi, nhớ này. Bây giờ sẽ là một lượt nghe cuối cùng. Rồi sau đó cả nhà sẽ vào break để cả nhà luyện giao tiếp với nhau. Ok. Nào, bắt đầu. Mời cả nhà cùng nghe. Let's Do you have any hobbies? Yes, I have. À, trước khi nghe lại mình cho mình nhắc trước này. Một số các bạn đang không mở cam mình sẽ kích ngay bây giờ. Bởi vì là gì? Ngay sau hội thoại mình sẽ chia thành Zoom thành các project để các bạn thực hành nói với nhau. Nhưng mà đang không mở cam tức các bạn đang không có mặt ở đây. Nếu các bạn vào break các bạn cũng không tương tác với mọi người. Vì vậy mình sẽ kích ngay. Tất cả các bạn như An này, Apple hay Tuấn Anh này mình sẽ kích ngay bây giờ nhé. Đó, trong quá trình các bạn nghe mình sẽ kích. Vì vậy mà sau chúng sẽ luyện nói nhá. Bắt đầu. Do you have any hobbies? Yes, I have several. Several. Really? Please tell me more about your hobbies. Well, I do like to collect things. Really? What do you like to collect? I like to collect stamps. Really? Where do you collect stamps from? I collect stamps from all over the world. Why do you do that? Because eventually I hope to have a stamp from every country. Why do you want all of those stamps? I think it's because I won't be able to go to those countries myself. Oh. What is another hobby of yours? I collect beer. Pardon me? You collect beer? Well, actually, I collect beer cans. Okay. Where'd you get the cans from? From every place that I travel to. Do you drink the beer? Nah, I'm not a beer drinker. Oh, I see. What about you? What are your hobbies? Well, I like to read a lot. Really? What do you read about? I like to read about bestsellers, and I like to read a lot about science, too. What kind of science do you read about? A variety of topics. But I especially like to read about nature and about electronics. Fascinating. Why do you like to read so much? Well, I think it helps me exercise my brain. Well, that's a good reason, if it doesn't make you too tired. Rồi. Now, everyone, it's time for all of you exercise together. Please. Move on to our back room now and practice more and more together, okay? And please remember when you speak English, open the mouth and speak louder, okay? The more you speak louder, the more English skills you can improve by yourself. Let's go, everyone. À, cả nhà di chuyển đi, vào break nào. Nào, Nguyễn Huyền Trang này, Oppo A57 này, di chuyển ngay đi các bạn. Vào break luyện tập với nhau nào. Rồi, các bạn còn đây là các bạn sẽ không luyện tập vào đâu nhá. Phải di chuyển đấy. Nào, bạn Linh này. Ố, lại ra ngoài break rồi. Rồi, để mình mời các bạn lại break nhá. Huyền Trang di chuyển vào break đi em. Để anh mời lại break này.
Rồi, bạn Hạnh này không vào rồi à? Rồi, các bạn không vào break thì các bạn cứ ở đây chờ nhé. Mình sẽ vào các break để mình xem các anh chị khác luyện tập như nào nha. Ok. Rồi, mình mời một lần nữa mời bạn Trang vào break nhá. Để luyện tập nhá. Rồi, chị Hạnh ra để vào để là thế nào? Vào luyện tập với nhá. Em sẽ không đây đâu. Em sẽ vào các break để xem mọi người luyện tập, nghe và nói như nào. Vì vậy, các anh chị không đây thì ở đây các anh chị chờ mọi người luyện tập nhá. Ok. Because won't be able to go to the countries myself. Countries Oh, myself. what is another hobby of yours? I collect beer. Yeah. Pardon me? You collect beer? Well, actually, I collect the cans. Okay, where did you get the cans from? Every spy that attracts to Do you bring the beer? no, I'm not a beer drinker. Oh, I see. What about you? What are your habits? Đây, chút xíu, chút xíu. Em thoát nha, con em nó dậy. Em anh với lại cái bạn nhỏ tập nha. Ok. Mình đổi ngược rồi. Khen ha, Một người một câu. khen. Thế là giờ đổi lại mình bê bạn nghe. Ok. Đúng không? Ok. Do you have any Yes, I have several. Really? Please tell me more about your hobbies. Well, I do like to collect things. Really, what do you like to collect? I like to collect stamps. Really, where do you collect stamps from? I collect stamps from all over the world. Why do you do that? Because eventually I have to have a stamp from every country. Why do you want all of these stamps? Well, I think it's because I won't be able to go to the country myself. Oh, what is another hobby of yours? Well, I think it helps me exercise my brain. Well, that's a good reason. It doesn't make you too tired. Okay, thank you very much. Cùng nhau đọc nha. Do you have any hobby? Yes, I have several. Really? Please tell me more about John's hobby. Well, I like to collect things. Really? What do you like to collect? I like to collect stamps. Really? Where do you collect stamps from? I collect stamps from all over the world. Why do you do that? Because eventually, I hope to have a stamp from every country. Why do you want all of those stamps? Well, I think it's because I won't be able to go to those countries myself. Oh, what is another hobby of yours? I collect beer. Em mà mình nói cái khác gì?
Cả nhà chờ một chút cho các bạn đấy ra khỏi break đấy nhỉ. Thời điểm mà mình kết thúc break là mỗi một break sẽ còn tận 60 giây. Rồi sau đó chúng ta mới thoát ra ngoài cơ. Nếu như các bạn không kích thoát ra ngoài 60 giây sau, chúng ta sẽ tự động là out ra đây. À, vì vậy là những anh chị đã học quen với mình rồi, các anh chị cũng tận dụng cả cái 60 giây còn lại đó luôn. Cứ nói xong một break, hết giờ sẽ tự động ra ngoài Zoom lớn này nha. Đấy, nó sẽ còn tầm mười mấy giây nữa thôi, cả nhà để ý xem, mười mấy giây nữa tất cả mọi người sẽ quay lại hết. Đó. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, đấy, mọi người sẽ quay đây ngay bây giờ. Rồi, đó, chúng ta đã vừa trải qua một vài phút luyện tập với nhau, đúng. Cả nhà đã thấy cái sự cần thiết của một cái môi trường luyện tập tiếng Anh chưa, đúng không? Phải có bạn với nhau, bạn nói tớ nghe rồi bạn nói, vân vân, tương tác với nhau thì chúng ta mới giao tiếp được, chứ không ai có thể một mình học giao tiếp được cả, đúng không? Vì vậy chúng ta cần có môi trường như vậy nha. Đặc biệt dành cho những anh chị đi làm, hãy nghiêm túc tìm hiểu và đăng ký những khóa học giao tiếp chuyên sâu ấy, ở nơi các chị thấy phù hợp, những chỗ nào các chị thấy nó đặt niềm tin vào nó ấy, cảm thấy tự tin tưởng ấy. Đó. Bởi vì sao? Độ một tuần hoặc là chục ngày trở ra, Tùng mới dành được một buổi thời gian để Tùng dạy cho cả một buổi free này, nó không đủ, đúng không? Không đủ cho chương trình giao tiếp được. Phải, chúng ta phải cần môi trường nó chuyên sâu hơn nữa. Đó. Cái việc mà chúng ta đầu tư thời gian công sức và một chút tiền bạc của người đi làm ấy, độ vài trăm nghìn một tháng, số tiền rất là nhỏ. Nhưng quan trọng là gì? Chúng ta đạt được mục tiêu chúng ta là chinh phục tiếng Anh giao tiếp thành công, đúng không? Đó. Không quan trọng có việc số tiền nữa, mà quan trọng là nó đạt được mục tiêu của chúng ta. Không ai giàu lên hay nghèo đi được vài trăm nghìn cả. Nhưng quay lại câu chuyện mà nãy lúc mình chia sẻ ở đầu giờ nhé, chịu trả giá cho công việc gì đó thì chúng ta sẽ hiệu quả hơn. Đó. Bây giờ mình sẽ mời ngẫu nhiên hai bạn trong Zoom này nói thử cái hội thoại vừa rồi cho mình nha, nói bằng tiếng Anh nha. Đấy, để mình nghe thử xem là các bạn nói thế nào, và đâu đó mình sẽ có thể là hỗ trợ các anh chị chỉnh sửa cho các anh chị được một chút để cho nó hay hơn. Ok nào, bây giờ mình sẽ mời ngẫu nhiên này Thanh Ngọc, đây là một cháu nhỏ Thanh Ngọc mở mic. Có một bạn là bạn, nó không biết là bạn hay là anh của em đây, anh Rồi. và bạn Doanh. Doanh đó, Thanh Ngọc là A, Doanh là B. Đó, rồi share cái màn hình nha. Rồi, chúng ta đây. Rồi, hai bạn thử nói cho mình nghe nào. Bắt đầu. Have any hobbies? Yes, I have Really? Please tell me more about your hobbies. several. Well, I like to collect things. Really? What do you like to collect? I like to collect stamps. Really? Where do you collect stamps from? I collect stamps from all over the world. Why do you do that? Because eventually, I hope to have a stamp from every country. Why do you want all of those stamps? Well, I think it's because I won't be able to go to the country myself. Oh, what is another hobby of yours? I call it beer. Pardon me, you collect beer? Well, exactly, I collect beer cans. Okay, where did you get the cans from? Every place that I travel to. Do you bring the beer? No, I'm not a beer drinker. Oh, I see. What about you? What are your hobbies? Well, I like to read a lot. Really? What do you read about? I like to read about bestsellers, and I like to read a lot
about science too. What type of science do you read about? A variety of topics, but I especially like to read about nature and about electronics. Fascinating. Why do you like to read so much? Well, I think it helps me exercise my brain. Well, that's a good reason. It doesn't make you too tired. Ok, cảm ơn hai anh em. À, chia sẻ cả nhà này nhá. Mình sẽ góp ý một vài ý nhỏ thôi. Thế thì không hết được đâu cả nhà. Bởi vì tiếng Anh là một quá trình. Cả một quá trình kiến thức được trải nghiệm của mình trong vòng gần 4 năm để chi bộ sẽ biết thành công là sao mình chia sẻ hết được. Nhưng có một vài từ vựng mà mình thấy cả nhà hay mắc lỗi sai. Mình đã qua một số break cả nhà cũng nói như vậy rồi. Bây mình chia sẻ nhá. Đầu tiên là cái từ này. Chính bản thân mình ngày xưa cũng vậy. Luôn đọc từ này như kiểu là ôn, đúng không? Ai từ đọc tổng tổng giơ tay, đúng không? Không bao giờ là ôn. Đây là một từ mà kỹ năng, cái kỹ thuật đọc nó khá là khó. Bắt đầu là âm o, tôi là cái lưỡi. Tiếng Việt chúng ta không bao giờ có cái âm nào mà chúng ta phải dùng cái lưỡi như vậy cả. Cái lưỡi nó di chuyển khá là dị. À, di chuyển nó phải ngóc lên trên, chạm vào vỏ họng bên trên, vân vân. Và nó sẽ đọc là all over the world, chứ không phải là all over the world đâu. Cả nhà lưu ý như vậy nhé. Đó, cái từ tiếp theo nữa. Cái từ này cũng rất là nhiều người hay học nhỉ. Không phải là that, không phải là why do you do that, không phải do that đâu. Không phải why do you do that đâu. Nhìn kỹ cái miệng của mình này. That. Why do you do that? Why do you do that? Đó. Tiếng Việt chúng ta chả có cái âm nào do dùng đến lưỡi như vậy cả, đúng không? Và đấy, như Tùng chia sẻ đấy, đấy, gốc đấy, dễ đấy, nền móng của việc giao tiếp là từ đó đấy. Nếu chúng ta không học được học về phát âm nhé, không học phát âm, không có móng, không có dễ, không có nền tảng ấy, thì lúc nào cũng why do you do that, do that. Từ đấy từ kiểu từ đơ ấy. À, từ mà từ dơ ấy, đây này, từ nào nhỉ? Đây, từ này này. Đây này, the beer này, cũng đọc là the beer. Do you drink the beer? The beer, không phải the beer, nó cũng là the. Sẽ sai hết. Và cả nhà nhớ cái sự nghiêm trọng của cái sai này. Một năm chúng ta nói the, 2 năm nói the, 5 năm, 10 năm nói the. Cái sai nó ăn sâu vào đây này. Ăn sâu vào vùng trí nhớ dài hạn này. Ăn sâu vào tâm thức, tiềm thức này, tâm trí này. Mất rất nhiều thời gian để tẩy cái sai đi cả nhà. Vì nó thành phản xạ mất rồi. Nguy hiểm cực kỳ luôn nhé. Vì vậy một lời khuyên chia sẻ cho cả nhà là gì? Học phát âm càng sớm càng tốt. Và những ai thực sự quyết tâm muốn học ra được tiếng Anh tốt ấy, thì mình tin chắc dù trước, dù sau, dù sớm, dù muộn cũng phải học phát âm. Mà đây mình ngày xưa mình nghĩ là mình biết phát âm rồi. Bây giờ thế giới phẳng mà. Trên YouTube rồi internet rất nhiều video dạy phát âm. Mình học qua những cái đó mình nghĩ mình biết rồi. Nhưng quá nguy hiểm luôn các bạn ạ. Nghĩ là biết nhưng cuối cùng đến khi mình thấy là gì? Mình nói mãi, nói hoài mà không nói tốt được. Mình mới quyết tâm đi học lại. Đầu tư bỏ thêm hơn 40, gần 50 triệu nữa để học được phát âm. Với người Việt Nam và với người nước ngoài nữa. Đó. Mình mới thấy là những thứ mình biết nó quá là nông cạn. Những thứ mình biết nó quá là sơ sài. Nguy hiểm nhất là mình nghĩ mình biết rồi. Thành ra là gì? Mình nói bị sai lâu lắm cả nhà. Mình nói sai mất quá nhiều thời gian. Khi mà nhận ra rồi, như kiểu lúc có sáng mắt ra rồi, và lại phải mất rất nhiều thời gian để sửa cái sai của mình đi. Vì vậy nhé, đấy là trải nghiệm thực tế của Tùng đấy. Cả nhà nghiêm túc về điều đó. Mình tin chắc là nếu ai thực sự quyết tâm muốn học hay ra tiếp tốt, dù sớm dù muộn, cũng phải quay lại đăng ký học một khóa phần nào đó. Nha. Lưu ý như vậy nhé. Chân thành đấy, hiểu chưa? Một từ tiếp theo nữa, mà cả nhà cũng nói nhầm. Đây, chính là cái từ này. Nó không phải là another đâu. Nó cũng là cái âm giờ. Đây là một trong những âm, mình lưu ý nhé, một trong những âm khó nhất của tiếng Anh. Tiếng Việt không có, chứ không phải chỉ có một âm khó nhất đâu, một trong nhiều âm đấy. Nhìn kỹ cái lưỡi của mình này. Another, chứ không phải another. Tiếng Việt chúng ta chả có một cái âm nào mà chúng ta dùng lưỡi nhiều đấy cả. Lưỡi phải thè ra ngoài nói tiếng Anh như thế cả. Vấn đề là thè ra bao nhiêu là đủ.
ngắn quá không được, và dài quá thì không nói được câu từ tiếp theo. Rồi là ngoài thẻ lưỡi ra thì còn thêm kỹ thuật nào nữa, nó quá nhiều kỹ thuật phức tạp. Chúng ta lại cần một cái lớp, một cái môi trường để rèn luyện cả nhà, không cách nào khác đâu, cả nhà lưu ý nhé. Đấy, đây là một vài chỗ muốn chia sẻ cả nhà như vậy. Còn nhiều ý lắm luôn, nhưng mà không thể nào chia sẻ hết với cả nhà được. Đấy, một điều nữa này, nhắc cho cả nhà này, tất cả những hội thoại này nhé, tất cả tài liệu giao tiếp này, Tùng xin nhớ mạnh lại, Tùng hoàn toàn tặng cho các anh chị được, nhớ chưa? Tặng hết, cứ nhắn tin cho mình sẽ tặng hết cho các anh chị, ok? Mình bảo tặng free là tặng free, nhớ chưa? Video đây, tài liệu đây, và nó đây, nó là những tài liệu giao tiếp độc quyền của mình. Đây, các bạn đã nhìn thấy cho mình đây. Mình có quá nhiều tài liệu giao tiếp luôn. Đây, mình sẽ tặng cho bạn hết những tài liệu này để các bạn tự chủ động học tập. Cứ nhắn tin riêng cho mình nha. Và xin nhớ mạnh lại, free hoàn toàn 100% nhá, không có mất đồng nào của anh chị hết. Không ai giàu khó gì với nhau số tiền đó cả. Và quan trọng là gì? Tạo nhau cái môi trường, chuyển cho nhau cái động lực học tập thôi nhá. Những bố mẹ nào muốn học tiếng Anh để đòi với con giống Tùng, những ai muốn dùng tiếng Anh làm công cụ để phát triển cuộc sống, thay đổi cuộc sống, phát triển bản thân, thay đổi công việc cũng giống mình, thì cứ liên lạc, mình sẽ hỗ trợ hết mình nha. Vấn đề chúng ta là Tùng đã làm những lớp học được 3 năm rồi, nhiều hơn rồi, vì vậy gặp nhau là một cái duyên và sẽ hỗ trợ nhau thêm nhé. Rồi hôm đến là kết thúc này, để cho nó mở mic lên, chúng ta cả nhà cần mở mic rồi để chúng ta tập chào nhau đây cho nó quen nha. Và nhớ đừng chào nhau là see you again nha. Ngày xưa cho được dạy see you again. Vì sao cô chào see you again? Buổi học trước nữa tôi đã giải thích rồi. Hãy chào cái đơn giản là see you later. Đừng chào see you again nhé. Nghe nó buồn cười lắm nhé. Người bản xứ nghe rất là buồn cười. Nhớ chưa? Ok, goodbye everyone. See you later. See you later. Ok, goodbye. See you later. Bye. Bye.